Xin chào quý vị anh chị cô chú và quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì em có đi ra quán đồ cũ để mua một số đồ cho một số vị khách đặt. Thì em mới chuyển đến đây vài tháng nhưng mà mấy nhân viên ở quán đồ cũ đây quen mặt em luôn rồi. Mỗi tuần nào cũng ra quay video với mua đồ. Quay video thì người ta không ưng mấy nhưng mà mua đồ thì người ta rất là ưng. Nên là rất là nhớ mặt. Thì ở đây thì em có mua mấy thứ đồ tuy nhiên thì lên đây em vào ngó cặp và bót gì nhỉ 301 series 2 trước thì có một số anh hỏi. Tuy nhiên thì cái bộ đấy thì người ta đã có người mua mất rồi. Hôm nay thì lại có về một số cái loa mới trên cái dòng bow bót này. Thì ở bên này khách Nhật cũng tôi từ ngày trước giờ người ta đưa đi người ta bán lại rồi. Thì cái cặp bô 101 có cả cái quai treo này, nó rất là đẹp, mờ mờ nha quý vị nhá. Rồi bộ này người ta bán là 1,1 chưa cả thuế, tương đương khoảng tầm 2,3 triệu Việt Nam đồng chưa cước vận chuyển. Cước vận chuyển con này nó tầm 4 cân một cái đấy. Thì nói chung về Việt Nam cả đôi này chắc nó phải đến gần quay gần 4 triệu. Vì có đôi này thì nó là đẹp và nó quan trọng là có cái quai treo này này nên là mới giá nó đắt. Còn nếu mà không có cái quai này ấy, thì như của em có hai đôi cũng đẹp như vậy á, em giá nó bán chỉ có 2/3 của mấy cái đôi này thôi. Nói chung về Việt Nam thì nó rơi tầm 3 triệu 2, 3 triệu 3. Đấy, có một đôi cái chân đế để loa thì quý vị này bán 2.000, tầm 500.000 cả thuế, ở 4.7, 4.6 vậy cả thuế. Nhiều bác có video thì có phản hồi là nói hơi nhỏ. Có một số bác thì nói một cách nó cuốc lủi hơn thì gọi là nói lý rí. Tuy nhiên thì đây là cửa hàng của người ta, nói to thì không được. Ví dụ các bác mở cửa hàng em vào em không mua hàng em cứ đứng quay em nói tùm lum vậy các bác ưng không? Rồi, nên người ta cũng quay thôi. Thì em về cũng cho tăng tiếng lên. Vậy nữa là cái ví dụ các bác đứng ở ngoài đường coi thì không nghe đâu. Ở trong nhà thì hoặc là chỗ nào yên tĩnh thì chắc là em nghĩ vẫn nghe thoải mái. Hoặc như em đeo cái tai nghe vào thì em nghe thụng nó nhĩ luôn. Bên cạnh đây là một đôi loa bow 201 series 5 này quý vị. Đẹp quá nhỉ. Đôi này đẹp đấy. Đôi này chắc là tầm 99%. Dưới này nó có một chút chắc là lúc quá trình người ta vận chuyển đi đưa đến hoặc là gì đấy thì người ta có vết xước ở dưới đây. Giá người ta bán là 2.000, là 20.000 trước thuế, thế vào là 22.000 tương đương còn tầm 4,6 triệu Việt Nam đồng. Em tháo căng nhưng mà nó chặt quá quý vị. 201 series 5. Vừa trước em ở quán cũ trên kia thì nó bán đắt hơn, 2,750 cả thuế. Cái này thì chỉ có 2,2 cả thuế thôi, nó rẻ hơn được gần 1 triệu rồi. Nói chung con này còn đẹp hơn con trên kia nữa. Logo đẹp mới tinh tinh, long lánh. Còn có cả hai cái đế treo này. Đấy. Đi theo. Còn có hai cái đế để mà treo nó lên trần nhà. Đấy, quay phía sau ra cho quý vị coi. Và nó bên hông cũng còn rất là đẹp. Đấy, có cái dây móc luôn này. Ngoài việc treo đây là có dây móc này, để treo có chữ logo bow cho quý vị nha. Móc lên luôn, hoàn toàn là bạn. Con này thì cái tem này nó lại dán hơi ngược. Đây nó có ghi là tên Made in Mexico ấy quý vị. Mexico như vậy nhá. Vừa có ông nhân viên cửa hàng đi qua nên là ông đứng đây ông lau dọn nên là ông thấy mình quay nên ông đứng ông nhìn thôi, em tạm dừng một chút. Đấy. Loa này là hai quay.
hai speaker đây, phía sau một cái quý vị đầy đủ hết logo, đầy đủ hết móc treo đi. Mới đẹp nhá. Đấy, cái này đã được, giá thì không rẻ nhưng mà có vẻ là hợp lý. Bên cạnh đây là có một nồi bầu 125, con này giá hai cũng 22.000 bằng cái con 201 series 5 luôn nha quý vị. Con này 60W thôi, 6 ohm, con 201 series 5 này cũng 6 ohm, công suất thì nó không ghi, cái dòng này thì không thiếu ghi. Sau thì em sẽ cái dòng này thì không dễ ghi công suất nha quý vị. Với bầu 121 này còn rất là đẹp, 125 rất là đẹp, lo đứng. Cái bên hồi gỗ đẹp, đẹp luôn. Đấy, căng cái thứ rất là đẹp, logo bầu này, bên hông này, đấy có chèn giấy tránh va đập. Hành 3 tháng, hành sắt năm 2003, rất là mới thôi. 60W và 6 ohm, giảm giá hơn một nửa so với giá ban đầu. Em sẽ cố gắng xay con này xem nó đang sản xuất ở đâu. Thì nó hơi chặt chút, hơi khó quay, quay nhiều nó rơi đồi vỡ non. Nhắc nó ra. Con này phía sau thì có ghi là bầu Birmingham, không ghi sản xuất ở đâu thì Birmingham ấy ở Mỹ thôi quý vị. Để em xíu gọi vào ạ. Đôi này rất đẹp quý vị. Và tiếp theo ở đây có một đôi bầu này, bầu 101 IT. Con này thì công suất cũng là 60W, tối đa là 160W. Con này thì chỉ có một người một là con trong này thôi, một cái bằng loa trong, một thứ loa trong này, một tường tiếng và một quay. Phía sau thì nói chung con này hàng cũ, các bạn qua này chắc đánh giá tầm 85%. Con này thì cũng Bow Corporation ở Framingham, ở Mỹ nha quý vị nhé. Sẽ nhớ nhất là vào vậy, nhiều lúc video hơi khó xem một chút. Để có một mình nhiều lúc vừa quay vừa lấy đồ hơi bất tiện nha quý vị, hết sức thông cảm với em một chút. Và đây là một con lombo, con này thì em sẽ mua một đôi này này, diatone này, loa hai đường tiếng này. Đấy, loa này 80W nhưng mà em thấy cái chất tiếng rất là tốt, to mà tiếng hay. Loa này có giá là 4.400, khoảng tầm 950.000 Việt Nam đồng, sản xuất 1989, 31 năm rồi, nó tương đương với độ tuổi của em rồi, 32 tuổi rồi, 32 năm rồi, sản xuất 989, bảo hành vẫn bây giờ mua đây vẫn bảo hành 3 tháng nha quý vị, hàng đẹp, nhà em còn đôi như vậy luôn, quý vị nào ưng thì em sẽ để cho. Em sẽ xem sau một chút. Con này đây nó hơi chặt quý vị ạ. Hết sức là khéo tay không thì chết rồi. Đây quý vị nhá, Made in Japan luôn nhá, Mitsubishi nhá. 80W, hàng Nhật Bản luôn. Đấy, 8 ohm. Rất là đẹp quý vị. Hai quay có thể thấy trong hai quay như cái màng loa, cái núm nó vàng đẹp chứ, diatone. Em sẽ mua một đôi này cho một anh khách ở Bắc Giang, khách cũ của em có đặt thêm một con này. Ngoài ra thì tí em sẽ đi mua thêm một kiếm ly cho một anh khách nữa. Đây, thì hôm nay thì ở quán này có mấy có đôi lao bầu như vậy thôi, còn thì lần trước cũng có vẻ là nhiều hơn nhưng hôm nay thì chắc là người ta lấy bớt rồi. Ăn bầu 201 series 2 người ta cũng lấy rồi, với lại
mấy con khu này người ta cũng lấy bớt đi rồi. Đầu kia còn mấy dàn vi tính của bầu company đấy, rồi lại ở AM5 cái thứ, rồi vẫn AM5 vẫn còn một bộ đây, còn hình như một bộ người ta lấy rồi. Em xin chấm dứt video tại đây. Em xin cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ Lê Phú. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau.